Nằm trong lộ trình xây dựng Bệnh viện Bà Rịa văn minh thân thiện hiện đại, tháng 6 năm 2020, Bệnh viện Bà Rịa đã đưa bộ phận hồi sức tim mạch trực thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc vào hoạt động. Bộ phận này tăng thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch, giảm đến 2/3 lượng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Bộ phận hồi sức tim mạch trực thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc hoạt động từ tháng 6 năm 2020. Bộ phận gồm 4 bác sĩ và 4 điều dưỡng được Bệnh viện Bà Rịa cử đi học chuyên sâu về tim mạch tại các bệnh viện tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm. Đảm bảo cho bộ phận vận hành hiệu quả, Bệnh viện Bà Rịa cũng đã trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy lọc máu liên tục, máy bơm tim điện, máy sốc điện tạo nhịp qua da, máy đo huyết áp, động mạch xâm lấn, máy thở. Trước đây, trung bình mỗi tháng, khoa hồi sức tích cực chống độc tiếp nhận 40-50 bệnh nhân liên quan đến bệnh lý tim mạch nặng. Hơn 1/3 số bệnh nhân này phải chuyển lên tuyến trên. Khi bộ phận hồi sức tim mạch đi vào hoạt động, lượng bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến giảm hơn 60%. Khi mà mình tách ra đơn vị hồi sức tim mạch đó, thì mình sẽ hỗ trợ cho hồi sức cấp cứu. Và cái đơn vị hồi sức tim mạch là khi mình đó, mình sẽ chuyên sâu, mình sẽ trị một số bệnh như là choáng tim, nhồi máu cơ tim, choáng tim nặng, hoặc là bị viêm cơ tim nặng, hoặc là rối loạn nhịp tim nặng, hoặc là mình ngưng tim ngưng thở. Trong thời gian tới á, thì mình đã có đề nghị mua một số trang thiết bị mới để cứu những trường hợp mà ngưng tim được, cứu sợ ngưng tim ngưng thở, mình cứu được cho bệnh nhân á, và những cái phương tiện khác như máy thở tối tân để mình giúp cho những trường hợp bệnh nhân nặng. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì cái đơn vị hồi sức tim mạch là một trong những cái nội dung mà bệnh viện sẽ triển khai và thực hiện trong thời gian hiện nay cũng như thời gian sắp tới. Để cái hồi sức tim mạch có phát triển nhanh hơn và mạnh hơn thì bệnh viện sẽ đầu tư về trang thiết bị, đồng thời gửi bác sĩ đào tạo tiến trên về để thực hiện tốt cái chuyên khoa này. Bộ phận hồi sức tim mạch Bệnh viện Bà Rịa đang tiếp tục liên kết phối hợp với các bệnh viện tuyến trên tại thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ về chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Việc thành lập bộ phận hồi sức tim mạch tiếp tục ghi dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Bà Rịa, cũng là cơ sở để Bệnh viện Bà Rịa thực hiện thêm nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu các bệnh lý về tim mạch.